sắp từ nay lao khổ đến cùng. Tức là không có lúc nào mà ngừng dứt cái chuyện bệnh này đâu. Bệnh này nó còn tái diễn rất là nhiều nữa, mà cho đến cái lúc mà Đức Thầy cho biết là kể thôi vô số, kể không xiết được, không có thể tính đếm được. Còn ba thì ông có Ma Thới, tức là một đại đệ tử của trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương, đã mà chứng đắc, cho nên ông viết ra cái quyển Kim Cổ Kỳ Quan. Ông cho biết rằng thương ba năm không trở sớm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều nam mô, hay chết không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống, nam mô đạo nào. Cái chuyện đó nó khổ lắm. Mà quý vị thấy cảnh mà nhà mà không người ở đó, cái cảnh đó nó tiêu điều, nó khốc liệt. Bởi vì chết mà không nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ông Bảy, cũng có chút nhân duyên lại nhà thăm ông Bảy. Dạ thưa ông Bảy, con xin hỏi ông Bảy qua bốn câu giảng của Đức Thầy, là kể từ nay nói chuyện chiều mai, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu, trời đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Vậy là bốn câu giảng của Đức Thầy nói như thế nào? Thưa ông Bảy, như là xin ông Bảy chia sẻ cho bà con ở đây, như bà con trên mạng nghe chung. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, lễ kính quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ứng chứng minh. Kính thưa mấy cháu, kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo xa gần kính mến, hôm nay cũng có cái cơ duyên mấy cháu đến đây để muốn tìm hiểu về chân lý, và cũng muốn tiếng nói của Phật pháp của tổ thầy được mà lưu truyền từ gần đến xa, để đồng đạo chúng ta có cái duyên thì mình phát bồ đề tâm để tu hành cho nó kịp đến cái thời kỳ Long Hoa Đại Hội, và cái cũng là nó kịp với cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp này. Kính thưa quý vị, cái đoạn văn này ý Đức Thầy muốn dục thúc chúng ta để mau tiếp bước để tu hành cho nó kịp với một cái nhân duyên trong cái thời kỳ Mạt Pháp này. Câu khởi là kể từ nay nói chuyện chiều mai, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Trà đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ý Đức Thầy cho chúng ta biết đó là cái thời kỳ này, bởi cái thời kỳ nó cuối cùng rồi. Con người ta nó có gặp nhiều những cái tai biến bất ngờ, nó xảy ra không thể mình đoán trước được. Bởi vì cái thời kỳ này là thời kỳ khoa học tiên tiến, cái thời kỳ mà tất cả các cái công nghiệp nó tiến hóa mà rất là nhanh. Vì thế mà con người cũng vậy, chúng ta cũng hay gặp những cái bất chắc, cấp bách để cho mình phải gặp những cái nhân quả nó bất lành, cũng bất kỳ xảy ra lúc nào. Bởi thầy biết, ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Bởi vì không ai biết được trước là cái ngày mai nó ra thế nào. Nó lành hay nó dữ, hay là nó tốt xấu. Có người thì mới thấy đó rồi cái rồi chết đó. Cũng như hôm nay là ngày 12 không? 12, 13 chắc lẽ là bữa 12 bữa 12 tháng 6 năm
Quý Mão. Thì mới chiều qua đây, ở gần cái chợ, ở trong cái khu vực chợ Bình Chánh này, có một cái quý vị này đó, là hồi mới chiều qua đây thôi, là đương nhậu đó. Rồi nhậu rồi cái rồi 4-5 người đó nhậu ra rồi gục đầu xuống rồi chết luôn, không có trói trăng gì được, không có là thuốc men gì được hết. À, ở chợ này, hả? Bị đột quỵ hả? Không biết bệnh gì, mình thì bây giờ chết cái bằng bất đắc kỳ tử vậy đó. Cho nên Đức Thầy mới nói kể từ nay á, nói chuyện chiều mai. Đối với quý vị đó thì cái chuyện đó rất là cấp bách mà không tu. Bây giờ nếu mà có tu đó thì quý biết nhiêu đó. Nhưng ngặt con cái là tu không kịp, bởi vì không có cái cơ duyên để tu rồi chết đi tới rất ổn. Mà Đức Thầy nói là cuộc dạy đời ta lắm công trình. Đức Thầy dạy mình rất là khó khăn khổ sở mà mình không tu. Đức Thầy nói kể từ nay nói chuyện chiều mai. Chiều mai tức là nói gần, nói kế bên đây. Chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Đức Thầy nói trực tiếp cái cảnh khổ, cảnh vui trong cuộc đời này. Rồi tiếp nối theo cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Đức Thầy nói kể từ nay nói chuyện chiều mai. Chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Đức Thầy nói những cái việc thực tế đó, để cho mình ráng lo mình tu. Đó. Cờ như cờ mà đã thắt đó, mà còn cờ có nước chiếu không? Quý vị nào mà có đánh cờ nó biết cái việc cái này. Còn người nào mà không có đánh cờ thì không biết là Đức Thầy nói như vậy nó nhầm vào đâu. Ai có đánh cờ thì việc này rất là rõ. Bởi vì con chốt là cái con mà nó là bé nhỏ nhất ở trong bàn cờ. Nó đi cũng rất là chậm chạp. Mà nó thì coi như là làm mồi cho cái là những cái con cờ ở trong bàn cờ đa số là như vậy. Mà cờ mà đã thất rồi. Thất tức là nó khó mà bề mà nó gần bí rồi, nó bí không con đường đi nữa. Coi là còn chờ có nước chiếu nữa. Mình không lo, mình suy gẫm, mình tính toán, mình tìm cái cách nào để mà thoát ra cái chuyện làm bí này. Mà mình lại đi ăn con chốt. Cái con chốt và cái con không ra gì ở trong cái bàn cờ. Nó rất là nhỏ bé. Nhưng mà mình ăn vậy, ý Đức Thầy cũng nói là mình làm cái chuyện nó không nhầm đâu hết. Chuyện Phật Pháp là chuyện lớn. Mà mình không lo tu, mà mình cứ lo là ăn theo những cái là danh lợi tình này nó mau tan mau rã. Mà mình cứ mình lo mình ăn mau hoài. Vì thế ý Đức Thầy muốn chúng ta làm sao đó để tìm hiểu cái chân lý, để rồi chúng ta giác ngộ ý thức rằng cuộc đời này nó là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc lưng của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Thế mà họ vẫn cuống cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. So sánh những cái trường hợp đó giống như trường hợp này, ăn con chốt làm gì? Thời kỳ này là cái thời kỳ con người ta đó đủ bệnh đã, rồi chết là bất đắc kỳ tử cũng là rất là nhiều, rất là nhanh. Hồi xưa thì đâu có chết cái nạn xe cộ, mà bây giờ đó là xe cộ đó, con người ta chết một ngày không biết là hàng chục, hàng trăm người chết đó là ở trong một đất nước. Tức là cái thời kỳ này đó, là đời này đó, đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền, tức là quả báo trước mắt. Thì bây giờ mình tìm lại cái gì đó, của mình có đây để mình là tìm con đường giải thoát. Kính thưa quý vị, ý Đức Thầy dục thúc chúng ta mau mau kiếp kiếp chuyên cần,
chúng sanh còn có lập thân hội này. Nếu mình không lập thân hội này đó, nếu để trễ trầy ra rèn chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chuyên cần, là mình phải tu cho nó mau mau mới được, tu phải gấp gấp mới được. Mau mau có nghĩa là chúng ta biết đời khổ rồi đó, thì mình phải giác ngộ, mình tu liền. Trong buổi khổ, ở đây là cái đời này là cái đời nó là khổ sở lắm. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tìm vào đến chỗ an cư, học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư cho dần. Thì ở đây đó chúng tôi cũng xin đại lược mà nói lên nha ma như vậy, để cho đồng đạo chúng ta hiểu rằng cái cuộc đời này nó giả tạm, nay dày mai khác. Đức thầy không có nói xa vời nữa, mà nói mà gần gũi đây, cho mình là ráng mình mà tu tịnh. Không tu đó trình khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Vì chúng ta tìm con đường giải thoát bằng cách đó, niệm Phật để cầu dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái định hướng đi rất thực tế, rất gần gũi và chúng ta có thể đạt được trong cái đời sống của chúng ta hiện tại. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, sao có hỏi thêm gì? Dạ, kính thưa bảy, như Đức thầy có cái câu là đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Như vậy là đoạn giảng trên Đức thầy nói là như thế nào, xin thưa bảy, phải chia sẻ thêm phần này cho bà con nghe. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đức thầy vì thương chúng sanh mà lâm phàm. Cho ở cảnh mà cô Đức thầy đã, thầy cho biết rằng cảnh thiên trước nó thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tâm thân lao khổ, cho nên ngài mới xuống đây chịu rất nhiều những cái sự như là chê bai dèm xỉm. Cho nên thầy nói ta chịu khổ là khổ cho ba tánh. Đức thầy khổ chịu khổ để gì ba tánh, mà Đức thầy phải chịu khổ. Vì vậy cho nên á, ngài mới nói lên những cái cảnh là đau khổ, chết chóc tan thương sắp tới đây để cho mình tu. Bởi vì cái người mà có cái duyên lành đó thì người ta không có nhất thiết là phải cần đến cái sự là đời tới hay là đời chưa tới, hoặc đau hay không đau, mạnh hay không mạnh. Người ta biết được cái chân lý giải thoát nhiệm màu của Đức Phật, người ta tu. Còn người mà còn yếu căn cơ đó thì Đức thầy nói dùng tiên gia để độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Đó là một trong những cái cách mà Đức thầy âm truyền đạo. Thứ hai nữa đó, Đức thầy nói về cái cảnh thiên cơ báo ứng sau này nó sẽ xảy ra những cái sự đau thương, chết chóc do nhiều cái trường hợp vậy. Mà trường hợp nhiều nhất đó là trường hợp mà bệnh hoạn, chiến tranh. Cho nên Đức thầy mới nhắc nhủ chúng ta rằng sau này sẽ có một cái giai đoạn đó là đau nhiều chứng dị kỳ, khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Sắp từ nay tức là từ ngày Đức thầy ra đời mở đạo, Đức thầy viết ra cái đoạn này, thầy sắp từ nay lao khổ đến cùng, tức là đến cuối cùng nó không có lúc nào mà nó ngừng nghỉ. Kẻ dương gian đó khó nổi thung dung, dương gian là nói chung hết, người lành người ác đều là ở chung một cái hoàn cảnh, là không có được thung dung, không được nhàn nữa, mà nhã được nữa. Còn người bạo ác đó không còn tánh mạng, đến cái lúc cuối cùng rồi đó thì không thể nào mà người mà bạo ác mà còn tồn tại được. Bởi cái đời này đó, đáng lẽ ra đó Đức Ngọc Hoàng đã mà vũ sổ rồi, ngài tiêu diệt đó từ năm Bính Tý đến năm nay đó hao hết đã nhiều.
các ngoại bang đà nhuộm máu đào, sao trần thế không toan mà chẳng liệu. Tức là thấy rằng tất cả những đất nước mà mình biết trong cái thời kỳ này đó, họ cũng là nhuộm máu đào rất là nhiều, mà sao mình không lo tu, mình không toan không liệu. Vì vậy cho nên đó, về bệnh tật đó, thầy Đức Thầy nói còn nhiều hơn nữa. À, bây giờ thì bệnh tật chết ít mà thôi, chết như vậy đó cũng chưa đủ vào những cái cơ duyên sau này mà Đức Thầy đã nói. Đức Thầy nói là lớp đau chết đã kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quá chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Tại sao mà người hung ác là không cứu được? Bởi vì cái thời kỳ thì tương lai sau này đó là cái thời kỳ mà Thượng Quân Thánh Đức, cái thời kỳ của những người tu hành để được hưởng. Chứ đáng lẽ ra đó là chúng sanh này đó là bị quỷ diệt rồi, vào năm 1300 Bính Tý rồi, năm 36. Nhưng mà còn đến giờ này đó là được ân xá, cho nên Đức Thầy cho biết là kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Vì vậy cho nên á, mình nên là trồng cây lành để đặng dĩ quả thơm tho, chứ không thấy mà sao chẳng mắt. Chứ bây giờ mình không trồng cây lành, mình không lo tu đó, thì sau này đó sẽ phải có một cái thời kỳ rốt ráo là phải bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt lần sau thì đó là một cái cơ định đoạt mà không thể nào mà tránh được mà nữa. Bởi vì Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cái này là không phải Đức Phật, Đức Thầy ghét cái người mà cái người hung, người dữ đâu nha. Không phải, Đức Thầy thương bình đẳng hết, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con vậy. Nhưng mà vì mình có tu, mình có lập công bồi đức, mình có phước có duyên, mình mới hưởng được cái đời thánh đức sau này. Cái đời thánh đức sau này đó, Đức Thầy cho biết đó là cảnh tiên đó. Cho nên mình sống tới một muôn tuổi là Đức Thầy cho biết đó, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chú hiền tâu trung. Sống tới một muôn tuổi thì không thể nào mà mình có một chút ít như là nhân lành mà mình có thể sống được, mà mình phải tu tập, phải tạo cho nhiều cái phước đức đó, bằng cách là mình niệm Phật, cúng lại, ăn chay, làm lành nhân dân. Thì kính thưa toàn thể quý vị, theo những cái đoạn nhau nữa là Đức Thầy cho biết đó, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Tức là không có lúc nào mà ngừng dứt cái chuyện bệnh này đâu. Bệnh này nó còn tái diễn rất là nhiều nữa, mà cho đến cái lúc mà Đức Thầy cho biết là kể thôi vô số đó, kể không xiết được, không có thể tính đếm được đó. Còn ông Ba thì ông có ông Ba Thới, tức là một đại đệ tử của trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đó, đã mà chứng đắc, cho nên ông viết ra cái quyển Kim Cổ Kỳ Quang. Ông cho biết rằng thương ba năm không chở sớm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều nam mô, thay chết không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống, nam mô đạo nào. Tới chuyện đó nó khổ lắm. Mà quý vị thấy cái cảnh mà nhà mà không người ở đó, cái cảnh đó nó tiêu điều, nó khốc liệt lắm. Bởi vì chết mà không có ai chôn hết trơn, cho nên mới gọi là không lấp. Rồi để phơi khô, tức là chết ngoài đường thì để ngoài đường, chết trong nhà phải mà ở trong nhà, không ai mà tiếp cứu mình được. Rồi không nước mà uống nữa. Cảnh đó quý vị tưởng tượng ra nó khổ như nào, nhưng mà không phải ngài nói mà nói đùa, nói hù dọa, không phải đâu. Các Đức Phật, các ngài sống với một cái tâm hồn an lạc, đã một cái lòng từ bi hỷ xả. Ngài không có gì một cái là nhân duyên gì mà để nói gạt mà cho chúng sanh. Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta là không được nói mà thêm thừa quyển hoạt. Các bậc thánh hiền đều không có nói thêm thừa quyển hoạt, mà nói để chúng ta thấy cuộc đời khổ vậy đó, để kiếp tu hành. Kính thưa quý vị, bây giờ nói đến cách tu,
thì chúng ta nghĩ mình tu như thế nào? À, nếu mà sống đời thượng cổ đó thì tôi nghĩ rằng cũng không phải mấy khó lắm, mà mình theo cái sự hướng dẫn trình bày của Đức Thầy mà mình biết, chứ còn không phải mình biết là dễ. Bởi vì cái người mà tu hiền theo sống đời thượng cổ đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là kẻ tà gian nó sao bị lửa thiêu, còn người tu niệm đó sống đời thượng cổ. À, tu niệm là sao? Tu niệm tức là mình tu là cúng lại, đó là ăn chay, đó gọi là tu, tức là sửa nào đó là mình chưa tu, đó là mình ăn mặn. Bây giờ mình tu rồi, mình ăn chay, mình cũng cúng lại, nha, rồi mình niệm Phật, gọi là tu niệm. Nha. Còn về việc mà làm lành đó thì nó tùy duyên. Làm lành thì nó cũng có rất nhiều cái cách là để chúng ta làm lành, không cần phải có tiền, là không phải bố thí. Cảnh đời Thượng Quân Thánh Đức sau này đó, quan trọng nhất là cái người có tu hiền, có niệm Phật, gọi là tu niệm. Tu là gì? Tu tức là sửa. Mình hồi trước khi mà mình chưa tu đó, mình không có cúng lại. Quý vị đồng ý không? Ở lúc mình chưa tu, mình không có cúng. Mình nghe lời Phật, lời Thầy rồi đó, mình bắt đầu mình tu, tức là mình vào thời cúng. Cho nên cái người cúng đó gọi là người tu. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái bài cúng của mình đó, mới có những cái câu nguyện tu hiền. Như bài trước của Quyền cũng có nguyện Amamata tu hiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Nếu mà không có cúng, mình không có nguyện là tu hiền tạo phước duyên. Trong cái bài quy y đó, mình cũng nguyện là nay con nguyện cải hối, ăn năn làm lành, lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Đó là mình nguyện tu đó quý vị. Cho nên không có cúng là không có nguyện tu, mà mình có cúng tức là nguyện tu. Cho nên ở trong bài Từ Giả Là Nhân Nghĩa, Đức Thầy có viết một đoạn là mấy người bê trễ chậm chân tới Thầy, nghe theo lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện về đời mà tu. Vì vậy cho nên tu tức là chúng ta cúng lại. Mà cái người mà cúng lại mà nghĩ cúng đó, người đó ta nghĩ tu đó. Mấy người trong đồng đạo mình, mà cái người đó là mà từ nào thấy cúng mà bây giờ nghĩ cúng là ta bắt đầu nghĩ tu rồi. Còn người nào mà chưa mà tu đó, không có cúng mà bắt đầu người ta cúng thì mình biết người đó là người tu rồi. Đó là người ta khởi cái tâm lành để mà tu hành. Mà nó có cúng lại thì có ăn chay. Chứ chưa cúng lại là chưa có ăn chay. Cúng lại rồi ăn chay ít nhất là 4 ngày. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Để đọc lại một đoạn nữa là tu niệm sống đời thượng cổ. Đức Thầy có viết một đoạn trong quyển 3 như thế này. Nói văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian. Gió đưa rước sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Quý vị nghe rõ ha, tu niệm, mấy người tu niệm đó. Tu tức là cúng, niệm tức là niệm Phật ra để làm lành. Thì xê sang thủy tình, ai mà ta dạy chẳng nhìn, tức là mình không nghe lời đó, mình không chịu làm theo cái cách đó, không chịu tu, không chịu niệm Phật. Thì ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách bất tình yêu đương. Cái này nó nguy hiểm vô cùng. Đức Phật mà không có cứu mình được, là không phải là không thương mình, nhưng mà vì tại mình làm ác mà mình không nghe lời dạy, rồi làm sao cứu mình được? Bây giờ cứu lương hiền đó, mà mình làm ác thì Đức Phật, Đức Thầy không cứu được. Cho nên đó, đây là một cái định lực chúng ta cũng nên nhớ kỹ điều này, bởi vì nó thuộc về nhân quả. Thì bây giờ đó, nếu nói về niệm Phật thì kính thưa toàn thể quý vị, cái người tu mà thời kỳ này đó, bây giờ là nếu có thời gian hơi dài không, tôi xin trình bày về tinh độ một đoạn, và khoảng chừng chắc 20 phút có thời gian không? Bây giờ nói tu
hai giờ niệm Phật đó thì rất là dễ, nhưng mà cũng không phải mỗi ai cũng tu được. À, bây giờ tịnh độ là như thế nào, tu thiền là như thế nào? Tu thiền là khó lắm. Tu thiền phải có cái bậc minh sư mà hiện tiền để chỉ dạy đó, mình mới khỏi lạc thiền, mình mới khỏi lạc vào ngũ ấm ma. À, thì nếu quý vị cũng muốn hiểu mà ngũ ấm ma nó cực kỳ quan trọng, nó khó khăn như thế nào đối với người tu đó, thì quý vị coi lại kinh Ma Lăng Nghiêm thì thấy không thể nào thời kỳ này mà mình tu được, không thể tu được. Nếu mà tu thiền mà không có bậc minh sư trực tiếp hướng dẫn là mình bị lạc vào ngũ ấm ma, chắc chắn là như vậy. À, cho nên không thể nào mà thành công trong cái bước đường mà tu thiền được. Cho nên thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bây giờ mình nhắc lại một cái ý này trong giáo lý của thầy, coi mình tu coi có thể được đạt được không. Thầy nói họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Là bây giờ mình phải hiểu rằng có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. À, nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ thì sẽ thấy rằng ở cảnh đó con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Mình có thể xâm nhập vào những cái cảnh giới này được không? À, và khi ta lấy sự chánh định mà dẹp bỏ hết tất cả sự phiền não rầu buồn, tâm ta chẳng còn sao động. Bây giờ mình làm sao có giữ được cái tâm chẳng còn sao động? Mình niệm Phật trần thân đây mà nó còn vọng niệm, nó chen tạp nó hoài không dứt, làm sao mà giữ được cái tâm nó hoàn toàn, nó trong sạch, nó thanh tịnh được? Mà trong thiền định thì phải bắt buộc là nếu ta lấy sự thiền định mà phá tan, lấy sự chánh định mà dẹp bỏ hết tất cả sự phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động. Cái tâm mình lúc đó bây giờ nó yên như tờ giấy ma vậy đó. Định tâm thần như mặt nước hồ vậy đó. Đang suy đi nghĩ suy đường lối. Mà mình có thể làm được không trong thời kỳ này không? Là trí ta nó tỏ rạng như trăng rằm, nhưng mà nó sáng trăng như vậy đó. Và trí ta tỏ rạng trăng rằm một màu sáng suốt. À, như vậy thì chúng ta có thể làm được trong cái thời kỳ nó khó lắm. Nó một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Chứ chưa phải là chứng đắc. Chúng ta đạt tới cảnh giới đó rồi phải lần bước, tức là đi từ từ tới nữa, đến cảnh giới giải thoát. Chứ không phải mà mình được như vậy rồi cái giải thoát liền đâu. Khó lắm. Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn bị ngũ ma. À, cho nên chỉ có tu tịnh độ thì mới có thể đạt đến cái cảnh giới giải thoát được. Cho nên trong kinh Đại Tập Đức Phật có thọ ký cho biết rằng mạc thế ức người tu hành không có người đắc đạo. Mạc thế là đời này nè. Cái đời này gọi là đời mạt thế, mà ức người tu hành không có người đắc đạo, chỉ nương nơi bốn chữ A Di Đà Phật mà thoát khỏi sanh tử. Như vậy thì không ngoài cái ý của Đức Phật cho biết rằng chỉ có niệm Phật mới có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mới có thể dứt khỏi sanh tử luân hồi trong cái đời mà hạ mân mật pháp này. Đa vì vậy cho nên cái Đức Thầy mới chủ trương tịnh độ để cho mình tu, để mình đạt được đến cái cảnh giới giải thoát. À, kính thưa quý vị, tôi thì đáng lẽ ra đó thì cũng không có ở đây mà nói chuyện mà trao đổi quý vị, nhưng mà nhiều là muốn có một cái thời gian ra để cho mình yên tĩnh, mình tu tập, mình niệm Phật để cho đến cái chỗ là nhất tâm nha, để sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp thông trần dài gió dạng sương. Nhưng mà vì cái nhân duyên mình học đạo thì mình cũng có cái tâm nguyện là muốn đem giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy để tuyên dương truyền bá, để người đều nghe qua đều được phát lòng tinh tấn tu hành cho đến ngày viên thành đạo quả.
và cũng học đạo để cho mình tu tập theo giáo lý của Đức Thầy. Vậy cho nên hôm nay đó chúng tôi mới nói về ma tịnh độ một cách dễ dàng để quý vị chúng ta cùng nhau tu hành. Đức Thầy dạy chúng ta đó, bây giờ mình giữ gìn giới lực thì chắc chắn là sẽ được dạy giảng sanh 100%, không có cái cách gì mà không giải thoát được. Bằng cách là Đức Thầy dạy là chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Kính thưa quý vị, cõi Tây Phương của Đức Phật A-di-đà đó hằng hà xa số chư Phật, thế mà các ngài đợi chờ những cái người niệm Phật vậy đó. Còn việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Ngài mới giải tiếp là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng cũng hành theo phụ Phật xưa. Cái môn tịnh độ này là cái môn cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cái chữ cứu cánh có nghĩa là cứu độ rốt ráo, không còn chừa một ai hết. Nếu ai có tu theo pháp môn niệm Phật thì người đó được ma giảng sanh, gọi là rốt ráo. Bằng cách là dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Nghĩa là Đức Thầy bảo đảm cho mình là chỉ một kiếp một là thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải tu thiền phải trải qua ba vô số kiếp. Cũng như ở trong kinh mà Lăng Nghiêm nói, chứ mình thì cũng không biết, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm nói tu hành có người tu hành cho đến phải trải qua ba vô số kiếp như vậy đó mới đắc quả giải thoát là viên mãn. Còn tịnh độ thì chỉ một kiếp một, mà hết sức là gần gũi và nó thẳng tắc mà đối với chúng ta. Mà tu như thế nào? Tịnh độ là như thế nào? Bây giờ chúng ta đọc lại một cái đoạn văn của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, là một hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài cho biết rằng vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Tạm dịch là người không có tu thiền mà có tu tịnh độ. Có tịnh độ thì vạn người tu, vạn người được giảng sanh, gọi là vạn tu vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu là vạn nhân khứ, khứ tức là về cái cõi Phật. Quý vị nghe cái này hết sức vui mừng không? Người nào tu cũng có tịnh độ là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà kính thưa quý vị, thế nào gọi là có tịnh độ? Vô thiền hữu tịnh độ tức là không có thiền tông mà chỉ có tịnh độ không, thì vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ, có nghĩa là chúng ta sẽ về cảnh giới ma Cực Lạc, không cần phải lo gì mà qua mà tới cõi Phật mà không giải thoát được, bởi vì gặp Phật rồi. Cho nên hôm nay đó chúng ta phải nói lại về vấn đề có tịnh độ là như thế nào. Theo ngài Ấn Quang Đại Sư đó, ngài cho biết đó, người mà niệm Phật đó mà vững như dấp sắt tường đồng, mưa không xa gió không lọt, mà thiếu tính nguyện quyết định không được giảng sanh. Quý vị nhớ cái điều này rõ này. Mình mà niệm Phật mà vững như dấp sắt tường đồng, mưa không xa gió không lọt, cái này chắc trên đời này cũng khó người mà đạt được lắm. Thế mà nếu thiếu cái tính nguyện đó, thì nhất định là không được giảng sanh. Chắc có lẽ là cũng sanh vào các cõi lành mà thôi, chứ không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là không được. Bởi vì mình thiếu cái nguyện, thiếu cái tính và nguyện. Cho nên đây đó, Đức Thầy kính yêu của chúng ta mới dạy chúng ta là cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành. Cái này đó là nhất định là được về đó, bởi vì mình có tính nguyện. Mà nếu có tính nguyện đó, thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, xin lỗi, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có giảng về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong nguyện thứ 18 rất dễ cho chúng ta tu.
là nguyện là khi tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát tâm tín lạc, tín lạc tức là tin và vui, phát nguyện muốn sanh về nước tôi, thì cũng có gồm có hai chữ là tín và nguyện, sanh về nước tôi. Từ niệm từ 1 tới 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi thề chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Đó là bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, chỉ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Cái người mà phạm tội trọng ngũ nghịch, tức là giết cha giết mẹ, hại A La Hán, phá hòa hợp tăng chúng, làm thân Phật chảy máu, đó là năm cái tội đại nghịch, hay đọa địa ngục vô giá, Đức Phật không có cứu. Và quỷ bán chánh pháp, quỷ bán chánh pháp tức là chê bai cái chánh pháp của Đức Phật, Đức Thầy. Ai mà sai lầm, vô tình hay cố ý mà quỷ bán cái lời lành của Phật, của Thầy, thì tức là người đó phải mang cái tội là quỷ bán chánh pháp. Người đó phải đọa địa ngục vô gián, không có lúc nào mà ngừng nghỉ mà hình phạt, và không lúc nào có thể thoát ra khỏi được, vô lượng kiếp mà khổ sở vô cùng. Vậy cho nên ở đây đó, chúng ta tu tịnh độ theo lời dạy của Đức Thầy là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát nơi đồ dứt cục luân hồi. Kính thưa quý vị, tu nó rất dễ quá vậy. Niệm có 10 niệm, nếu nói 10 niệm thì nghe thì nó dễ quá, nhưng mà không phải dễ gì niệm được 10 niệm trong lúc lâm chung đâu. Cái lúc bình thường này đó thì mình niệm nó dễ rồi, nhưng mà đến lúc lâm chung mà muốn niệm 10 niệm đó thì nó rất là khó khăn. Bởi quý vị thấy ở trong đồng đạo mình, có rất nhiều người tu ăn chay trường cũng lâu, thế mà chết rồi bị mê muội một thời gian rồi mới mà lâm chung, thì trong bị lúc mê đó còn tỉnh ở đâu mà niệm Phật được. Mình thức đây mà còn niệm Phật không được, rồi mê làm sao mà niệm được. Đó. Bây giờ mình nói đến cái mê mà nhẹ nhàng thôi, là cái mê trong giấc ngủ. Ít có người mà ngủ mà niệm Phật được, là ít lắm, phải không? Mà thấy toàn là những cái cảnh như là mộng mị, như là tiếp nối trong cái đời sống của mình. Tức là cái mộng ở trong cái giấc mộng của mình, phải nói là nó phức tạp vô cùng. Hết nghĩ cái này, thấy kia, thấy nọ. Nó thấy những cái mà trong lúc mà mình thức đó là mình không thể nói, không thể làm, nhưng mà trong giấc ngủ có thể nói, có thể làm. Nó phức tạp vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Còn Đức Thầy cho biết rằng là gần hấp hối, tâm thần sao xác, trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Sợ lắm, mình thì chưa chết, nhưng mà Đức Thầy biết cái tâm trạng của cái người sắp chết, cái Thầy nói vậy đó. Trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Cho nên chúng ta phải ráng niệm Phật ngay trong cái lúc, cái thời gian chúng ta còn khỏe, còn mạnh, nhất là còn trẻ. Cái người mà còn trẻ đó, nó dễ tu lắm. Nó có khó một vài cái khía cạnh, cũng như về mặt cái là tình ái đồ này kia, nó còn mạnh quá. Nếu chúng ta khống chế được thì chúng ta tu hành rất là dễ, bởi vì mình lúc còn mạnh đó, tâm trí nó sáng suốt. Đó, là cái trí lực của mình đó, nó còn là minh mẫn, cho nên chúng ta dễ học đạo, dễ tu theo đạo. Vì vậy cho nên ở đây đó, Đức Thầy cũng khuyên chúng ta đó là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Được chi cho bằng, ta sớm lo toan, dình giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất. Xin lặp lại một lần nữa, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Quý vị đó, vì vậy cho nên đó, bây giờ đó mình không tu thì Đức Thầy lại khuyên mình cách là phải ráng tu động mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Tại sao vậy? Vì có rất nhiều người chết mà không có tu, mình thấy tội nghiệp quá, uổng quá. Đó, nhân quả thì nghiêm minh, không thể nào mà mình thoát được cái nhân quả mình đã tạo ra. Đức Thầy đã mê muội ác hung về địa ngục. Nếu mình mê muội mình mới làm những cái chuyện là không đúng với chân lý đó, mình mê muội mình mới là đắm chìm vào trong cái danh lợi tình vật chất giả tạm này đó. Mình mê muội mình mới tạo ra cái ác nghiệp,
mà Đức Thầy cho biết là mê muội đó, ác hung nó về địa ngục, mà mê muội mới làm việc ác. Chứ người ta có trí là không bao giờ làm việc ác được, bởi vì làm việc ác là phạm pháp, là gây tội khi ma lỗi cho mà tội khổ cho cái xác thịt và linh hồn của mình. Cho nên người trí ta không làm, mà chỉ có người mê muội mới làm. Còn hiền lành nó nhắm mắt thấy non tiên. Vậy mê muội làm mình làm cái gì mà xa địa ngục? Mình phạm 10 điều ác là xa địa ngục đó quý vị. Cho nên thầy nó mê muội ác hung nó về địa ngục. Còn hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, tức là mình tu được 10 điều lành, tu được thập thiện, nó gọi là hiền lành, nhắm mắt thì thấy non tiên, chắc chắn là như vậy. Theo lời Đức Thầy, theo lời Phật ở trong kinh dạy này, nếu ai tu được 10 điều lành, người đó chết thì không cầu giảng sanh cũng được sanh về có cõi trời để hưởng, tức là cõi tiên. Còn mình niệm Phật mà tu chưa đạt đến cái mức độ đó, thì kính thưa quý vị, bây giờ mình ăn chay đi 4 ngày rồi mình cúng lại 2 thời, mình niệm Phật đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi thời khắc, thì niệm Phật nhiêu thì được nhiêu, chắc chắn là người này sống đời thượng cổ. Chắc chắn là mình như vậy. Bởi vì cái đời thượng cổ đó là cái cõi tiên ở trên cái cõi cái đời sau này. Đức Thầy có khuyến khích viết ở một cái đoạn ở trong cái bài viếng làng Mỹ Hội Đông. Đức Thầy nó ngũ niên diễn lự cơ hàng, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên, rồi bao la cảnh thật cõi tiên. Sau này đó, cái ở đây sẽ có cái cảnh là bao la cảnh thật cõi tiên, tòng mai liễu trúc nó hữu duyên khoe màu, ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Kiển tiên sau này nó lộ vẻ ra, kiển là tức là cảnh đó, cảnh tiên, cái chữ kiển là cảnh, cảnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Chúng ta viết là kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, bây giờ hiệp mặt hết toàn thở than. Nhưng mà lúc này là hết toàn thở than nữa, mày là lúc vui không ha. Như vậy thì bây giờ đó, chúng ta không tu đó thì không sợ không kịp nữa. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Bây giờ nếu chúng ta tu là chúng ta phải tu liền, để chứ nếu để chờ sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn. Mà sấm nổ gian thinh ai biết trước được? Chắc chắn là tôi tin tưởng rằng không ai biết được hết. Chứ biết được đó, người ta chờ tới còn 2-3 tiếng đồng hồ nữa là nổ đó, người ta ngồi lên ta niệm Phật, ta cầu Phật cứu mình thì Phật cứu được rồi. Nhưng mà ngạc cái không ai biết được. Không ai biết được đó là cái sấm nổ gian thinh nó hiện ra như thế nào, hồi nào, chừng nào. Cho nên thầy mới ân cần nhắc nhở chúng ta là nếu để chờ sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn. Nào, lúc đó mình ăn năn là đã muộn rồi. Thí dụ mình nói như là hồi mà người ta ra chơi bài mà còn là úp nó bài đó thì còn đặt vô đặt ra được, chứ còn mà bài mà dở ra rồi thì đâu còn đặt ra đặt vô nữa. Đó là nói sự đời, còn nói việc đạo. Tới cái lúc đó là con người không còn đủ điều kiện để mà tu hành nữa. Bởi vì lúc đó nó xảy ra đó, mà Đức Thầy cho biết là phiên binh nó 4 phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này, lớp thì ác thú dẫy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung nó chừng ấy làm mồi, cho bày ác thú đền bầu tội xưa. Quý vị tự tưởng tượng coi nhắm tu nổi không, tu được không? Mà tu thì không biết được đâu mà tu. Bởi vì lúc đó là người hiền người ta đi vào ở cái chốn lành hết rồi, đâu còn chung trại mình. Ở chung trại mình thì sao chịu nổi? Nào lớp lửa, lớp nước, rồi lớp là binh biến, lớp là ác thú, thì dẫu cho cái người lành mà ở chung trong đó cũng phải chết. Nhưng mà người lành đó thì Đức Thầy cho biết là hiền lành nó chừng ấy sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định thân. Như vậy thì tới cái lúc đó không còn điều kiện đi tu nữa, không còn thời gian tu nữa, không còn có hoàn cảnh gì đi tu nữa, mà chúng ta phải là
khổ đau không thể nào mà kiềm chế mà được. Đó, ở ngoài bốn vùng ông thể là không thể tu hành được, không thể sống được nữa. Cho nên nghĩa là chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta phải tu đi. Đức thầy nói là bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Bây giờ dầu ở xa xôi ở đâu, ở bên Mỹ, bên Úc, bên là tất cả các nước trên thế giới này, nếu mà mình hiền lành đó, thì tới chừng đó là xâm dày. Mà xâm dày đó là nhờ đâu? Mình ở ngoài rồi lúc này làm sao mình về được? Nhưng mà Đức thầy cho biết đó, như nãy đọc làm đoạn là văn thù Bồ Tát từ bi để chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian. Cái thiền Bát Nhã của ngài đó, ngài muốn cứu bao nhiêu mà người ở bao xa cứu mà cũng được. Thiền Bát Nhã là giáo lý của thầy là thiền Bát Nhã đó. Mà nếu mình đi bước trên cái thiền Bát Nhã rồi, tức là bước ở trên cái đường lành rồi đó, thì ở đâu ngài cũng cứu mình được. Đó, chứ không phải nói là ở xa quá rồi ngài không có phương tiện để vớt để cứu mình. Hoặc là mình đang gặp ở trong cái cảnh mà Đức thầy cho biết đó là để đến lúc đó, phong ba biến chuyển, cõi hồng trần tạ biển mênh mông. Cái cõi hồng trần này là tức là nguyên cả cái thế giới này đó, nó tạ biển mênh mông như vậy đó. Đến chừng sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Không ác gian, ác gian thì cứu mà không được, còn không ác gian làm hiền lành thì cứu được. Quý vị có coi các cái kinh đại thừa của nhà Phật đó, thì thần thông phép thuật muôn nghìn là không thể mà mình lấy cái trí mình mà biết được. Cũng như ngài Di Ma Cật mà có thể đem hàng mấy dạng cái tòa sư tử ở bên cõi nước đó là Tu Di Tướng đó, là Phật Tu Di Đăng Dương mà đem về cái nhà để trong cái nhà của ông Di Ma Cật thì không thể tưởng tượng được. Đó, việc đó các ngài làm được thì cứu chúng sanh không phải là khó. Đó, Đức thầy cho chúng ta biết đó, thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng nghi mới thấy nhiệm màu của ta. Ở đâu Phật cũng cứu được, ở đâu thầy cũng cứu được, cho mình không tu thôi. Đó, vì vậy cho nên đó, chúng ta niệm Phật đó, trước nhất đó là để sống đời thượng cổ, đó, dự hội Long Ba. Và nếu mà chúng ta đi sớm nhất đó thì chúng ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái người mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó thì nó quý báu hơn cả dạng muôn ức lần cái ông vua ở cái cõi mà đời này. Đó, mà mình tu có một kiếp mà mình được như vậy đó, thì quý vị thử tưởng tượng có mình nên tu hay không. Bây giờ người ta mần một ngày mà ăn được 3 năm đó, chắc là người ta cũng mừng. Bây giờ chắc ai cũng xin vô cái nghề mà cái sở mà mần một ngày mà ăn tới 3 năm ở không, thấy không, chắc ai cũng xin vô. Mà niệm Phật nghĩa là một đời mà của mình còn lại ngắn ngủi đây đó, mình sống đời nghĩa là cảnh giới cực lạc đó là vô lượng tuổi thọ, đầy đủ những châu báu, những vật thực, không có gì phải thiếu hết đó. Thần thông thì tự tài. Đó, bây giờ mình chịu không? Mình chịu đổi một khúc mà này không? Nếu chúng ta là người trí đó thì mình nên đổi đi chưa đồng đạo. Bây giờ mình tu không còn bao lâu nữa, mình chưa chắc gì mình biết là tháng sau mình còn không, năm sau mình còn không đó. Nhưng mà mình ráng mình tu đó, quyết tâm mà tu hành thì chết liền được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật ví dụ đó, 1000 vị vua trời Phạm Thiên ở trên cái cõi trời đó là rất là thanh tịnh đó. Thế mà 1000 vị vua trời Phạm Thiên cũng không bằng một người dân bên cõi Cực Lạc. Vì tưởng tượng coi cái cảnh sung sướng, cái cảnh quý báu nó như thế nào đó. Thì thôi bây giờ Đức Thầy lại nói gần hơn nữa. Thầy nói về Cực Lạc mới là hết khổ. Hết khổ không còn mà khổ nữa, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp đó, mình không còn khổ nữa. Chứ mình ở đây đó, thời gian rồi mình cũng bị khổ. Mà ở đây mà niệm Phật đó ha, thì ít có khổ lắm quý vị ơi. Sở dĩ mình sống trong cái danh lợi tình, mình đua chen theo vật chất đó, thì mình mới khổ. Còn niệm Phật thì Đức Thầy cho biết là được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô Thiên Bổn Đạo ráng mà trì chỉ. Mình được thảnh thơi là nhờ chữ Nam Mô, tức là nhờ niệm Phật mà thảnh thơi. Thảnh thơi an lạc, không có cái gì phải bận tâm á. Bởi vì mình tức là rất là sống một cách đó là đơn giản.
Tôi nói cái này đó, tôi thường nói với thân quyến gia đình tôi nói đối với cái sự mà sống về cái ăn mặc đấy, không, tôi không còn nghĩ tới nó nữa. Bây giờ tôi nói nếu cuối cùng mà người ta còn ăn được đó thì tôi còn ăn được, tôi đi xin ăn cũng được. Tôi nói một cách thật tình rằng nếu mà tôi không làm gì được, tôi ra chợ đây nè, tôi xin một lát cũng đủ đủ ăn. Tôi lấy cái tô, cái thao gì đó, tôi ra mà chợ tôi bưng xin chút là có ăn đủ, lo tu. Mà nói cho người tu thì ông ba ông cho biết đó, chớ đem lòng lo đói lo no làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình, lo gì cái vụ mà đói cả. Quý vị thấy mấy ông sư nè, chứng minh là mấy ông sư ở các chùa đó ông có làm gì đâu, nhưng mà ông nào cũng là sống sung túc đầy đủ. Ở nhà mình sống không có đặt bằng mấy ông sư đâu, là gì đâu, là gì mà ông cũng có cái tâm xuất gia, cho nên ông hưởng được cái gì đó. Thì mình ở đây mình lo mình tu mình niệm Phật, cái mình ở chỗ mình niệm Phật đó, người ta ủng hộ mình, người ta là giúp mình một cách nó hoàn hảo. Còn nếu không có thì quý vị tới đây đó, tôi sẽ ủng hộ quý vị, tôi có điều kiện ủng hộ quý vị đó, bằng nhiều phương tiện. Cái này nói rất là thật tình vậy đó, bởi vì tôi biết rằng cái người tu niệm Phật công đức rất là lớn, cái duyên lành rất là lớn. Cho nên ngoài mình ủng hộ ra còn có chư đồng đạo, còn có chư thần, chư Phật gia hộ nữa. Cho nên chúng ta đừng có lo cái sự đói no, làm lành niệm Phật để Phật lo cho mình. Cho nên ở đây đó, về chương trình mà tu tịnh độ đó, nó rất là dễ. Dễ bằng cách là mình có lòng tin, rồi lòng nguyện, rồi phụng hành. Thôi bây giờ mình tin như thế nào? Bây giờ mình tin lời Đức Thầy dạy mình là đúng sự thật vậy đó. Mình niệm Phật thì được giảng sanh, mình tu điều lành là được giảng sanh, dình giới lực là được mà giảng sanh. Tin như vậy, tin có cõi cực lạc, kinh tin có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nhà Đức Thầy nói ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, mình tin vậy đó, ráng lo tu rồi niệm Phật thì thầy cứu mình. Đức Thầy nói chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Đức Thầy kiếm mình là tu để dắt về Tây Phương, chứ không phải không nói tới ai nữa, mà ngay là Đức Thầy. Đức Thầy mở cái đạo ra, rồi Đức Thầy là khuyến khích mình tu hành, Đức Thầy dắt mình về cõi Phật. Như vậy mình phải tin đó là căn bản là chắc thật như vậy. Cái đó gọi là tin. Tạm nãy giờ thời gian chắc không nhiều, mình nói gọn gọn nha. Rồi nguyện, nguyện là gì? Nguyện tức là mình cầu sanh về cực lạc, mong muốn về cực lạc. Mà mình nguyện ra làm sao? Đức Thầy có dạy mình nguyện hàng đêm, hàng ngày đúng không? Nếu có cúng là có nguyện. Đức Thầy dạy mình đó là nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Liên đài được lên là lên đâu? Là lên cảnh giới cực lạc. Nó có liên đài, liên là sen, đài là cái đài sen ở cõi cảnh giới cực lạc, gọi là liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, tức là các cái đức từ bi hỷ xã đó, từ Đức Phật cho tới tất cả các cái vị Bồ Tát đó, gọi là mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cội tu. Đó là mình nguyện giảng sanh hàng đêm đó. Vì thế cho nên Đức Thầy mới quan trọng cái thời cúng của chúng ta. Đức Thầy mới nói, mới dạy mình đó là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Quý vị tin không? Cái tin thì mình cứ nguyện cúng lại đi. Hoặc Đức Thầy có viết một đoạn ở trong cái phần mà tham lam đó, Thầy nói phải ăn năn mà sám hối để có thể yên vui nó miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Mình ăn năn sám hối là mình tu, mình có nguyện cầu mới ăn năn sám hối. Nguyện nay con cải hối ăn năn làm lành giữ, gọi là ăn năn sám hối, tức là phải có cúng để lánh sự giả tạm ở cõi trần này, mà bị về cực lạc lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Trong bài Sa Đéc ra, Đức Thầy có viết một đoạn đó. Đức Thầy cho chúng ta biết là trong đạo Phật nó quá nên quyền bí. Quyền bí là tức là nó sâu kín, như là chúng sanh không thể hiểu được. Đức Thầy mới chỉ ra cho mình, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, muốn cho nên nó khuya sớm chuyên cần. Khuya sớm tức là cúng lại sớm chiều đúng không? Gọi là khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện
sở cầu Phật tánh. Lòng chí nguyện tức là hết lòng của mình đã sở cầu, tức là mình cầu nơi cái sức phò hộ bên ngoài của Đức Phật, gọi là sở cầu Phật tánh. Là đuốc thiền lâm phương đông chói ánh, dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Tuy ngày nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Có gì thấy không? Gặp nhau Phật cảnh tức là gặp cảnh cực lạc. Đó, mà do đâu? Là do cái cúng lại sớm chiều đúng chứ đồng đạo. Chúng ta tin như vậy. Chúng ta tính rồi chúng ta nguyện có một đức tin nó trong sạch. Rồi phụng hành. Phụng hành tức là nghe lời Đức Thầy mà ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành. Tức là phụng hành. Như vậy thì cứ nhất tâm, cứ tức là y như vậy. Đó, làm hòa như vậy gọi là cứ, cứ nhất tâm tức là một lòng. Một lòng gọi là nhất tâm nha. Tính tức là tin, rồi nguyện tức là sớm chiều để nguyện hoài, vậy là một lòng nguyện được cứu cánh gì nơi ăn dưỡng. Thì hôm nay chúng ta tin như vậy, chúng ta hành như vậy, thì chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì trước khi dứt lời, tôi cũng xin thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo quay lên Đức Phật, Đức Thầy từ bi phổ độ cho đồng đạo chúng ta khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, liền phát tính tâm niệm Phật, phát nguyện cầu giảng sanh. Đến lúc mạng chung, người người niệm Phật đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.